Xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 8 giờ 28 phút ngày 21 tháng 6 năm 2024. Trân trọng cảm ơn các thượng đế đã đăng ký kênh YouTube của mình. Các thượng đế vui lòng kiểm tra xem nhà mình có điện chưa. Nhà mình có điện rồi thì xem có đài chưa. Nếu chưa có đài hoặc là đài nó tậm tà tậm tì tị thì liên hệ với số máy 0368888479 để Trần Văn chốt những chiếc radio cassette, link phụ kiện về radio cassette, băng cassette. Điều đặc biệt khi liên hệ với số máy này để Trần Văn chốt radio cassette, đó là được sở hữu những sản phẩm chất lượng thật, chất lượng cao thật chứ không phải chất lượng cao ở lời nói. Và trong quá trình sử dụng, không làm sao mà phải lo nó hỏng cả. Không làm sao mà phải lo nó hỏng cả. Thậm chí coi như là nó mới chỉ có cái dấu hiệu ọ ẹ ọ ẹ này, nó chỉ thẳng vào mặt cái đài ấy, bảo cứ liệu hồn, gọi cho cái ông nông dân ở trong Bình Dương ấy, có khi nói thế nó lại không dám ọ ẹ nữa đâu. Đấy là xin thưa với lại quý vị và các bạn. Trước tiên thì cứ mời quý vị và các bạn ly trà xanh đã. 36.000 ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy đã nực cười, mà thôi công đâu chuốc lấy sự đời, tiêu khiển một vài chum lếu láo. Đoạn cuối nhất sinh duy hữu tửu, trầm tư bách kế bất như nhàn, dưới thiều quang thấp thoáng bóng nam san, ngoảnh mặt lại cửu hoàn coi cũng nhỏ, khoảng trời đất cổ kim kim cổ, lọ hình hài thân có không. 36.000 ngày có là mấy đâu. Cứ mời các thượng đế ly trà xanh đã. Còn bây giờ thì trước khi giới thiệu với lại các thượng đế một combo băng cassette thì báo cáo đây là 6 cuộn băng cassette lên sóng buổi ngày hôm qua, đã được một người anh em có cái bụng tốt ở tỉnh Lạng Sơn đã Trần Văn chốt 6 cuộn này. Đây, 50.000 đồng một cuộn, 6 cuộn là 300.000 đồng. 300.000 đồng là tiền băng. Đấy, đây nè. Người anh em tốt của mình đủ tiêu chuẩn để chúng ta biểu dương, đã chuyển đủ thóc cho mình là 300.000 đồng rồi. Trân trọng cảm ơn người anh em có cái bụng tốt ở tỉnh Lạng Sơn, mang biển số 12 thì phải, 11 Cao Bằng, 12 Lạng Sơn. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa mà có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Không biết là có Đồng Đăng là có phải ở xứ Lạng hay không, nếu mà không phải ở xứ Lạng thì chắc là cũng hàng xóm với lại xứ Lạng thôi. Trân trọng giới thiệu với lại các thượng đế một combo băng cassette. Combo này cũng giống những combo khác, về số lượng là có 6 cuộn, về chất lượng không đổi, về thóc cũng không đổi, chỉ thay đổi về nội dung chương trình để phù hợp với nhiều người hơn. Những cuộn băng cassette của nông dân Khang 1861 nó có mỗi một cái khiếm khuyết, đó là âm sắc vỗ đùi đen đét. Cuộn băng thứ nhất có nội dung chương trình Chế Linh hát cho người tình phụ. Băng nó mới đến cái mức độ này. Đây, băng nó mới đi. Băng Fuji Fuji DR này. Băng nó mới đến cái mức độ như thế này. Thế chị Lị. Cuộn băng này là cuộn băng thứ hai tứ quý đặc biệt. Tứ quý đặc biệt. Tứ quý đặc biệt. Cuộn băng này là cuộn băng thứ ba Mạnh Đình Chuyện Dàn Thiên Lý. Mạnh Đình Chuyện Dàn Thiên Lý. Cuộn băng này là cuộn băng thứ tư Thanh Tuyền Hương Lan.
Cuộn băng này là cuộn băng thứ 5. Tứ đại danh ca Duy Khánh này, Thanh Tuyền này, Giao Linh này. Vào cuộn băng này thì rất chi là đặc biệt. 7.000 đêm mới góp lại được. Đây, Hương Lan 7.000 đêm. Có người thì đọc là 7.000, có người thì đọc là 7.000. Đấy, thế nhưng mà đây này, 7.000. 70, 700, 7.000, 3 số 0 ở đằng sau. 7.000 đêm. 7.000 đêm góp lại thì biết là chất lượng như thế nào rồi nhá. Ở combo này có 6 cuộn, tí dụ như các thượng đế không thích một cuộn băng nào đó, có thể đổi sang cuộn băng khác. Đấy, ví dụ như chốt của combo này, ví dụ như không thích tứ quý đặc biệt thì bảo anh đổi cho tôi cái băng tứ quý đặc biệt sang cái băng có nội dung như thế này, hoặc là mệnh đình hoặc là cái gì đó nhá. 6 cuộn này 50.000 đồng một cuộn, 6 cuộn là 300.000 đồng. 300.000 đồng là tiền băng. Thế còn tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua được quyền trả. Trân trọng cảm ơn các thượng đế. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.